Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con tướng rất là đẹp cho ai. Đó chính là thần hủy diệt ở vũ trụ thứ 6 anh em nha. Con tướng Champa gì gì đấy. Đây, rất đẹp cho ai, cùng ngọc phá hủy. Một con tướng SNS thần hủy diệt vũ trụ thứ 6, Phyto đã sở hữu con tướng này. Đấy, và bạn Dolphin cũng sở hữu con tướng này. Bây giờ mình sẽ bình luận ở đây. Xấu xấu trai nhưng mà mạnh đấy. Bộ skin của nó là rất xịn thôi anh em, nhưng mà kích duyên thì rất dễ này. Đây là cần con Vados, Rốt và con Goku cấp 2. Con tướng này mình nhớ không nhầm là anh em chưa cái sự kiện là tích nạp tuần thứ bao nhiêu của mình cũng không nhớ nữa đâu. Skin bộ skin rất xịn, hơi kiểu hồi phục, hơi sát thương lên đơn mục tiêu, đồng thời hồi HP bản thân 15% tối đa, không hiệu nghiệm khi trong ở cái khiêu chiến cell này. Mà khiêu chiến cell mà được ulti thì nó một chế đánh thường có 40% tỷ lệ gây sợ hãi, duy trì 2 lượt kiên trì dùng hơi thở hồi phục xong giảm 25% sát thương và gánh chịu, duy trì 2 lượt. Nếu HP bản thân còn hơn 60% thì hiệu quả tăng lên đến 50%. Ngoài ra thì khi bị công kích có tỷ lệ 46% kích hoạt phản kích, cái này tăng hình như đến mắc là 50. Những cái kỹ năng đột phá lên thần thì sẽ mở công kích có 30% loại bỏ hiệu quả búp của địch này, tỷ lệ đỡ tăng thêm, xuyên giáp tăng thêm, công tăng thêm, tỷ lệ né tăng thêm. Wow, con này thì hiện nay bạn Dolphin mua cho nó cái bộ trang bị áp bức thần kiếm Z, áp bức nguyên khí HP thủ, nguyên khí công tím, nguyên khí phá thủ công. Wow, nguyên khí phá thủ ở đây mà có 2 dòng mà nó cao vậy, bét của bét rồi anh em ạ. Phá thủ 26%, còn công cộng 32% nữa, vãi văn tở. Bộ ấn ký Go, con này đúng là xài sinh ra để chơi bộ ấn ký Go này rồi, vừa tăng máu vừa tăng đép, vậy vừa tăng khả năng bạo kích đánh ulti nó có hồi máu mà. Thôi mình test đam cho anh em xem qua nha. Đầu tiên là test với bạn Gogeta trước đi. Một mình Champa liệu có thể làm gì không? YOLO anh em ạ, YOLO. Phản kích quá, phản kích đấm cũng ra gì đấy, cũng bảo kích nhân tọa, bảo kích 58%, bị choáng rồi. Để xem ulti nó hồi máu này. Thì ông kia nó đấm trừ mana rồi anh em ạ. Tại nó một mình chống băng đảo mafia này. Ấy, úi rồi hồi máu. Trong nhìn như mấy trăm nghìn hay sao ấy. Mấy trăm nghìn ha. Chầu lắm. Khả năng chống chịu cũng cao. Bắn phát nào, trưởng đi. Trưởng nhanh lên, ôi giời ơi. Tại vì đội bạn chống lại một mình con tướng này thì nó cần phải tung được ra skin, tung được nộ thì nó mới mạnh thôi. Chứ mà một mình chống lại này thì không không thể đánh giá được hết sức mạnh anh em ạ. Trưởng luôn. Trưởng này thua chắc rồi, bây giờ mình test lại đi. Cho nó vị trí thứ 3 này. Để nó nổ nó hồi máu cho anh em xem. Nổ
đánh với một con kit bư với cả những cái con bư nó tỷ lệ đỡ cao này, hóa chocolate thì chắc là nên tọi rồi. Không ổn rồi em ơi, không ổn rồi, không ổn rồi. Tháng 4 90.000, 100.000. Châu nhỏ, giảm pháp thương châu 25% cơ mà. Nói chung là rất xịn anh em ạ, tăng chính được luôn. Duy trì 2 lượt. Tuy nhiên một cái điểm trừ là bị đánh dễ bị hóa chocolate, xuyên giá 1,2%. Ngoài nó chỉ là một con tướng tăng thôi anh em ơi, 16 triệu máu. Lực chiến là 64 triệu. Được. Rất xịn. Tại vì mình đánh gặp mấy cái con vô tình là mình không không tung skin ra được ấy. Chả nhẽ lại cho con này vào anh em. Cho con này vào nó lại bất cập quá. Xếp như này đi. Như thế này thì thành ở một vị trí gây đam rồi. Đấy, được cái khiên xanh xanh như là dòng sát thương này em này. Từ nãy đến giờ mình không tung được ulti, bây giờ mình mới được tung được. Bây giờ mới tung được ulti để cho nó hiện cái khiên xanh này lên dòng sát thương đây. Tại vì khi một mình đánh 5 team thì con Sampa nó sẽ không phát huy hết tối đa sức mạnh của nó đâu. Khi nó phải đi cùng với team của mình. Mạnh được. Cả đám con Black Crow này nó trâu nhỉ, trâu chó thật đấy. Này khác gì bất tử đấy anh, người phát sáng đỏ này. Bất cờ mờ nó tử luôn. Ghê. Nên có lẽ thôi như bạn mình review qua game hôm nay cũng như cái bộ skin qua Sampa cho anh em xem thôi. Em thấy hay thì cho mình xin bị like đánh kênh nha. Đánh đáp lên thần đỏ xung quanh người cũng hào quang đỏ đỏ nó kinh đẹp. Hấp dẫn. Bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau. Bye bye.